Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là Tử vi tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, thất quận Chi Dương, đang khổ ngập đầu, bỗng được bề trên ban cho lộc lớn, thần tài ưu ái, quý nhân phù trợ mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, phú quý ngút trời, giàu sang hết phần thiên hạ. Thưa quý cô bác Đinh Mùi thân mến, sự vất vả của 1967 là điều được định sẵn trong cuộc đời của họ khi họ phải đối diện với những gì mình gây ra. Không còn có thể lảng tránh hay lười biếng mà phải hành động với đầy tính trách nhiệm và sự lo toan. Bỏ cuộc là điều không thể có, nên chỉ có cách duy nhất là mặc kệ người đời hay mặc kệ miệng lưỡi, cứ vậy mà cặm cụi làm việc, hy vọng hanh thông. Tại thời điểm tháng 12 âm lịch tới đây, bản mệnh một bước lên mây, phúc khí bao vây, cứ thế hốt chọn lộc trời, tiền về ngập két, trả sạch nợ nần. Bản mệnh tuổi này sẽ được thần tài điểm tên, giàu có bất ngờ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về mình. Tuy nhiên, cần phải thực sự biết một điều, không sẽ gặp phải họa lớn, vậy không để mất thêm thời gian, cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Mùi thân mến, định luật cây tre nôm na rằng, tre mất 3 năm đầu để lên được 2 đến 3 phân, sau đấy đến năm thứ 5 trở đi thì mỗi ngày lên được 30cm. Và chỉ mất 6 tuần để lên được 15 mét. Với 1967 Đinh Mùi, tạm áp dụng định luật cây tre vào mệnh số của họ, vì họ dừng chân tại chỗ đã khá là lâu rồi. Dừng chân không phải là không làm gì, làm chứ, vẫn làm nhiều là khác, chỉ là tựu thành thì chưa lắm so với cái nỗ lực, cái gốc rễ của họ mà thôi. Này Đinh Mùi thân mến, cô bác còn nhớ có cái thời cô bác suy nghĩ mọi sự giản đơn chứ, tự tin cho rằng chỉ cần mình cố là sẽ thắng, chỉ cần mình chiến là sẽ được. Bao lần vỡ òa vì nước đến chân mới nhảy, nhưng lại nhảy được rất xa, bao lần đạt được thắng lợi nho nhỏ về thân. Nhưng sau khi dày công kỷ luật, tất cả những thứ đấy có thể cô bác đã quên vì bị không gian xung quanh đồng hóa. Có thể cô bác không còn nhớ bị đời vùi cho suốt những năm vừa rồi, nhưng đừng tự khóa lại sự bất phàm của bản thân như thế. Kẹm cụi và lầm lũi, chăm chỉ và lì đòn, thêm tính kỷ luật cùng biết dựng xây tính toán kế cuộc đời, Đinh Mùi chắc chắn sẽ còn lật mình mà tiến xa. Tôi không quan tâm cô bác bao nhiêu tuổi, cũng chẳng quan tâm cô bác mạnh yếu như thế nào. Tôi chỉ mong cô bác luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống, tin chính bản thân của mình. Việc cải vận thay mệnh sẽ chẳng khó khăn gì với Đinh Mùi cả. Một trong những điều mà thầy bói đã phán đó là người Đinh Mùi chưa thực sự hiểu chính bản thân họ. Suốt ngày lo nghĩ cho người khác mà lại chẳng quan tâm yêu thương bản thân mình. Đến tuổi này rồi mà vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân mình vẫn mãi cực khổ thì cũng vừa đáng trách mà vừa đáng thương. Dẫu biết cuộc sống Đinh Mùi cũng không dễ dàng gì, cày như trâu mà lại chẳng nhận được thành quả xứng đáng, sống hiền lành nên luôn bị bất công chèn ép, thị phi bùa vây, Đinh Mùi à, đã đến lúc chấm dứt sự thống khổ này thôi, hãy ngồi lại và lắng nghe bản thân của mình nhé. Tháng 12 phát tài chính là thời điểm đầy triển vọng đối với người tuổi Đinh Mùi. Nhiều phương diện cuộc sống của cô bác có bước cải thiện lớn lao và đó chắc chắn là thành quả xứng đáng với công sức cô bác bỏ ra từ trước đến nay. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đại diện cho sự phát triển, nhờ vậy mà công việc của cô bác cũng sẽ có những thành tích đáng mừng. Từ trước đến nay nếu cô bác vẫn luôn ngoan cường chịu được nhiều khó khăn, vất vả không than vãn, không bỏ cuộc, thì tháng này cô bác sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Năng giao tiếp giỏi cũng sẽ giúp ích cho cô bác rất nhiều trong quá trình xây dựng các mối quan hệ, thậm chí có người còn may mắn gặp gỡ với quý nhân, chạm tay vào cơ hội hiếm có. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Đinh Mùi 1967 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi, cầm tinh con dê, có ngày sinh dương lịch trong khoảng
Từ ngày 9 tháng 2 năm 1967 đến ngày 28 tháng 1 năm 1968, can chi của tuổi Đinh Mùi mang ý nghĩa thất quần chi dương, dê lạc đàn. Nam mạng sinh năm 1967, mệnh thủy, thiên hà thủy, nghĩa là nước trên trời. Năm Giáp Thìn 2024, có mệnh hỏa, dựa trên thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh thủy của tuổi Đinh Mùi. Thiên can Đinh bình hòa với thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với địa chi Thìn, như vậy được đánh giá là rất tốt. Giải nghĩa theo chiết tự thì thiên nghĩa là trời, hà là dòng sông, thủy là nước, tức hiểu theo nghĩa đen thì thiên hà thủy nghĩa là nước của dòng sông trên trời. Dòng nước ở trên trời rơi xuống trần gian sẽ trở thành nước mưa rơi xuống trái đất làm cây cối tốt tươi, đất đai màu mỡ, thế nhưng không phải loại mưa nào cũng đem lại ích lợi, bởi dông bão hoặc mưa triền miên sẽ khiến đất đai xói mòn, cây cối ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Vì thế người Đinh Mùi mệnh này cũng cần rèn luyện bản thân, tu tâm dưỡng tính thì mới trở thành người có ích. Về cơ bản, người mệnh thiên hà thủy có đầu óc thông minh, nhanh nhạy vì hành thủy chủ trí tuệ, nước mưa từ trên trời rơi xuống nên vốn là một loại nước tinh khiết. Vì thế bản mệnh cũng là người tinh tế, tao nhã, có tác phong làm việc nhã nhặn, lịch thiệp. Nếu tu dưỡng tốt, mệnh này sẽ là những người rộng lượng, ưa làm việc thiện, thích giúp đỡ người khác mà không cần được đền đáp, có thể có nhiều cống hiến lớn lao cho cộng đồng. Bản chất của nước mưa là mỏng manh, nên người Đinh Mùi mệnh thiên hà thủy cũng nhạy cảm, tinh tế, giỏi chăm lo cho mọi người. Họ không phải là người quá sôi nổi mà thường có nhiều tâm sự trong lòng, chỉ khi đi sâu vào tâm hồn họ ta mới có thể hiểu hết được. Trong tháng Ất Sửu, người tuổi Đinh Mùi chịu nhiều tác động của hung tinh nên vận khí giảm mạnh, nhiều mối lo toan ngổn ngang khiến tinh thần của bản mệnh cũng bị đè nén, căng thẳng. Nhưng trong khó khăn lại cũng là cơ hội để thử thách ý chí, sự nhẫn nại của bạn, đúng như câu nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Bị cục diện tương xung án ngữ, con giáp này gặp khó khăn đến từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Nguyên nhân khách quan nằm ở việc điềm báo có tiểu nhân quấy phá, đối thủ cạnh tranh, làm việc gì cũng khó bề suôn sẻ, công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công giác tràng. Nguyên nhân chủ quan, có thể do bạn còn thiếu sự quyết tâm, làm việc hay bỏ dở nửa chừng, cần thêm sự kiên định mới mong thành công. Cận kề Tết Nguyên đán nhưng bạn chưa có dấu hiệu được nhàn thân, vất vả từ đầu tháng tới cuối tháng. Phương diện tài chính cũng gặp nhiều bất lợi, do có đại hao hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh, bạn cần phải thắt lưng buộc bụng, tính toán thận trọng hơn mới có thể giữ tiền trong túi. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ do bị tiểu nhân chơi xấu, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Trong tháng 12 năm 2023 âm lịch này, người độc thân vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và vì suy nghĩ không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc, nên bạn cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi, thậm chí đổ vỡ. Thêm nữa, sức khỏe dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng, nhưng do vận khí sa sút, khả năng bị ngã, bị thương do va đập, cọ sát của con giáp này khá cao, đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa không mất tiền đi viện. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, phương diện sự nghiệp của con giáp này đứng trước rất nhiều thử thách do vận khí sụt giảm, nhiều hung tinh xung chiếu, chịu tác động mạnh mẽ của tương xung thái tuế. Công việc của Đinh Mùi liên tục xảy ra những trục trặc không tên, có những việc vốn đã làm quen tay nay cũng xuất hiện sai số bất ngờ, áp lực tinh thần của con giáp này cũng ngày một lớn. Dù nguyên nhân khách quan là chủ yếu, nhưng cũng không thể không kể đến những vấn đề xuất phát từ chính con giáp này, khiến mọi chuyện càng trở nên rối ren, bế tắc. Điểm báo bạn có thể đụng độ tiểu nhân hoặc loay hoay tìm ra cách để không bị đối thủ cạnh tranh vượt mặt, hàng loạt thách thức cùng lúc khiến bản mệnh làm việc gì cũng khó bề suôn sẻ, công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công dã tràng. Nguyên nhân chủ quan có thể nằm ở thái độ làm việc có phần cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt của bạn, hơn nữa, Đinh Mùi còn thiếu sự quyết tâm, làm việc hay bỏ dở nửa chừng, cận kề Tết Nguyên đán nhưng bạn chưa có dấu hiệu được nhàn thân, vất vả từ đầu tháng tới cuối tháng. Tháng này còn có thêm nguyệt lệnh lâm mộ ở Đinh Mùi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể biến động theo hướng tiêu cực. Nếu Đinh Mùi thủy vẫn giữ thái độ bảo thủ, không chịu nghe lời khuyên nhủ của người khác hoặc làm việc độc lập, đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ, bạn vẫn cần hòa mình với tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh. Nhiều mối lo toan ngổn ngang khiến tinh thần của bản mệnh cũng bị đè nén, căng thẳng. Những chú dê sẽ phải làm việc tất bật gấp nhiều lần so với thời gian trước đó thì may ra kết quả mới khả quan, còn nếu lười nhác, chủ quan thì chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại. Nhưng đừng quá lo lắng, lửa thử vàng, gian nan thử sức,
Khó khăn lại cũng là cơ hội để thử thách ý chí, sự nhẫn nại của bạn. Nếu bạn có thể giữ thái độ điềm tĩnh, sáng suốt trong xử lý vấn đề, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, không nóng vội quyết định bừa bãi, thì vận khí sẽ dần có khởi sắc, thậm chí chuyển nguy thành an. Những ngày cuối tháng, hãy nhớ lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kẻo hỏng chuyện. Về phương diện tài lộc, không chỉ sự nghiệp, tài lộc của Đinh Mùi cũng xuất hiện nhiều nguy cơ. Không có tài tinh chiếu mệnh trong tháng mới, đã vậy lại có tương xung và hung tinh đại hao chủ về hao tán tiền của hoành hành, khiến tài vận giảm sút khá mạnh, liên tục xuất hiện tình trạng phá tài. Trong khi các nguồn thu không tăng, thì các khoản chi lại quá nhiều khiến việc chi tiêu mất cân đối. Đây là tháng giáp Tết nên chắc chắn bạn sẽ phải bỏ ra không ít khoản để sắm sửa, trang hoàng nhà cửa nếu không quản lý chi tiêu hợp lý hơn. Túi tiền của bạn lúc nào cũng trong tình trạng khó khăn, có nhiều người thậm chí còn phải vay mượn tạm thời, lấy chỗ này đập chỗ kia, cuộc sống khá eo hẹp. Với người làm công ăn lương, công việc kém suôn sẻ, do bị tiểu nhân chơi xấu, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Dự án hoàn thành kém hiệu quả, tiến độ trì trệ, ảnh hưởng khá lớn đến các khoản lương thưởng Tết. Hơn nữa, tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Thời điểm này cũng không thích hợp đầu tư mạo hiểm, vận trình có nguyệt lệnh lâm mộ nên khá yếu ớt, mưu sự khó thành. Dù bạn muốn đánh nhanh thắng nhanh nhằm kiếm về một khoản để tiêu Tết, nhưng tỷ lệ thành công không cao, vậy nên tránh thì hơn, có thời gian nên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, khi thời cơ đến sẽ tiến hành, nắm chắc phần thắng trong tay. Khi nhận được lời đề nghị hùn vốn đầu tư với người khác, mệnh chủ cần thận trọng xem xét lại các nguồn thông tin. Đừng thấy người khác làm ào ạt một cách ngon ăn mà nghĩ mình cũng có thể học theo, làm ăn thiếu hiểu biết đồng nghĩa với thua lỗ càng lớn. Tết Nguyên Đán đã cận kề, tốt nhất bạn cứ chi tiêu thắt lưng buộc bụng, tính toán thận trọng hơn thì mới có thể giữ tiền trong túi, nên nhớ sắm Tết vừa phải và thiết thực nhất, chớ nên hoang phí. Về phương diện tình cảm, gia đạo, vận đen tiếp tục đeo bám người tuổi Đinh Mùi cả ở phương diện tình duyên trong tháng Ất Sửu này. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng rối ren và xảy ra nhiều biến động. Với tính cách cố chấp, bảo thủ của mình, con giáp này gây ra nhiều mâu thuẫn, bất đồng trong chuyện tình cảm. Những rắc rối trước đó chưa được giải quyết, cộng thêm mâu thuẫn mới phát sinh, khiến không khí gia đình ngột ngạt. Nếu cả hai vợ chồng không thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề, e rằng khúc mắc trong lòng mỗi người ngày càng lớn, khó mà giải được. Tình cảm vợ chồng vì thế mà phai nhạt dần, ảnh hưởng tới cả các thành viên trong nhà. Năm mới đã đến rất gần, đừng để bất cứ mâu thuẫn nào phá hỏng bầu không khí đoàn viên những ngày này. Trong khi đó, người độc thân vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của mình. Có lẽ cũng bởi bạn quá mải mê với công việc và kiếm tiền, nên bỏ lỡ không ít cơ hội yêu đương. Thế nhưng chỉ cần suy nghĩ lạc quan, tập trung hoàn thiện bản thân hơn thì tình hình cũng không quá ảm đạm như bạn nghĩ. Một số bạn vì quá sốt ruột muốn thoát khỏi tình trạng cô đơn và vì suy nghĩ không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân, song cũng không có nhiều hy vọng, tình cảm vốn không thể gượng ép, càng ép lại càng khó thành. Về phương diện sức khỏe, tháng mới báo hiệu sức khỏe người tuổi Đinh Mùi xuống dốc, sức đề kháng suy giảm, dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng, có nguy cơ bị ngã, bị thương do va đập. Cọ sát của con giáp này khá cao, con giáp này cần chú ý đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa không mất tiền đi viện. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên cải thiện thể trạng bằng việc rèn luyện mỗi ngày, vận động hợp lý kết hợp với chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đẵng đẵng. Đối với Minh Đường Tử Vi thì năm qua khá nhiều may mắn, nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác Đinh Mùi 1967 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường Tử Vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý cô bác tuổi Đinh Mùi 1967. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Vận trình tử vi tuổi Mùi 1967 nam mạng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, càng về cuối năm càng được thảnh thơi thoải mái. Sự nghiệp trong giai đoạn này đã có chiều sâu nhất định và nền tảng vững chắc, phía gia đạo thì con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Năm 2024 này, nam mạng Đinh Mùi sẽ cần chú ý đến sức khỏe, đời sống tinh thần nhiều hơn. Sức khỏe là tài sản vô giá quyết định mức độ hạnh phúc của tuổi già.
Việc chăm sóc tốt cho bản thân không chỉ để cải thiện chất lượng sống, mà còn là cách đối xử tốt với con cái, gia đình. Trong năm này, phần lớn nam mạng Đinh Mùi đã nghỉ hưu, số ít vẫn lao động nhưng chỉ là những công việc nhẹ nhàng, tâm thế của mệnh chủ không còn gánh nặng kinh tế, nên việc làm thêm cũng thoải mái, thư thả. Đây là thời điểm mệnh chủ có thể nhìn lại sự nghiệp của bản thân và tự hào về thành tích đã đạt được. Đối với những người đang giữ các vị trí lãnh đạo thì vẫn sẽ nắm được những cơ hội tốt, là người giỏi thu phục nhân tâm, có bề dày kinh nghiệm lớn lao, dù gặp khó khăn gì mệnh chủ Đinh Mùi đều có thể giải quyết ổn thỏa, sự nghiệp vinh hiển khi về già. Trong năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Mùi 1967 đã có nền tảng vững vàng. Bản mệnh biết gia tăng thu nhập lên đến đỉnh cao từ thời trẻ, nên ở độ tuổi 58 hiện tại đã có những khoản quỹ dự phòng cho tương lai. Năm này, mệnh chủ nên chú ý minh bạch, suy xét kỹ lưỡng trong việc đầu tư tiền bạc trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn chung. Nam mạng Đinh Mùi nên hạn chế cho vay mượn, nếu có cần soạn biên bản, giấy tờ cẩn thận để tránh việc nhầm lẫn. Về phần gia đạo, năm 2024 nam mạng Đinh Mùi được hưởng yên bình, êm ấm và hạnh phúc. Con cháu trong khoảng thời gian này đa số đã có công danh tốt, tình hình kinh tế khá giả, khiến mệnh chủ được yên tâm. Bởi vậy, mệnh chủ không nên làm việc quá lao lực, mà cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nghỉ ngơi thư giãn bên con cháu. Mặt khác, mệnh chủ nên động viên con cháu về quay quần bên gia đình dịp lễ, nhắc nhở thế hệ sau tiếp nối và phát triển truyền thống phúc đức của gia đình. Ở độ tuổi này, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của tuổi Đinh Mùi nam mạng. Tùy vào điều kiện mà mệnh chủ có thể chọn lựa bộ môn thể thao phù hợp, miễn sao có cơ thể khỏe mạnh, đời sống tinh thần lạc quan, tích cực, vui vẻ. Năm 2024 Giáp Thìn, mệnh chủ nên thay đổi thói quen sinh hoạt trước đây, hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, tham gia những hoạt động xã hội phù hợp để cuộc sống vui vẻ, tuổi thọ gia tăng. Đối với nữ mạng, tổng quan vận trình tử vi năm 2024 của nữ Đinh Mùi được bình an, may mắn, đa số người tuổi Đinh Mùi nữ mạng đã nghỉ hưu, không còn quá vướng bận công việc, chỉ cần giữ quan hệ tốt với mọi người và chăm sóc sức khỏe bản thân, cuộc sống của mệnh chủ sẽ luôn nhiều năng lượng tích cực. Đồng thời trong năm 2024 này, nữ tuổi Đinh Mùi 1967 không nên quá ôm đồm nhiều công việc, nếu có thể kiểm soát chi tiêu hợp lý, ăn chay, hướng Phật thì sẽ tự tại an nhiên, hậu vận sung túc. Trong năm này, nữ mạng Đinh Mùi đứng trước sự thay đổi quan trọng trong công việc, một số nữ Đinh Mùi đã nghỉ hưu. Một số vẫn còn làm việc nhưng chủ yếu là công việc nhẹ nhàng, đúng sở trường nên không quá nhiều áp lực. Đối với những người đã về hưu, đây là thời khắc mệnh chủ có thể mãn nguyện và tận hưởng cuộc sống. Thời gian nhàn rỗi còn lại, nữ Đinh Mùi hãy làm những việc ý nghĩa, giúp cho tâm thanh thản, tinh thần lạc quan, hạnh phúc. Vận trình tài chính của nữ mạng tuổi Mùi 1967 trong năm Giáp Thìn đa số đã dư giả để nghỉ ngơi. Một số thu nhập từ tiền tiết kiệm trước đó cùng với tiền hưu trí, ưu đãi và các khoản đảm bảo xã hội khác khiến nữ Đinh Mùi đủ để cân đối chi tiêu cho mình. Trong năm này, mệnh chủ không nên quá hao tâm tổn sức về chuyện tiền bạc, thay vào đó duy trì công việc đang làm sao cho ổn định, đem lại nguồn thu nhập hợp lý, đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe, chi tiêu cho các khoản phục vụ đời sống tinh thần. Về phần gia đạo, năm 2024, nữ mạng Đinh Mùi được hưởng bình an trọn vẹn, con cháu trong gia đình ai cũng thành đạt, có cuộc sống tốt, điều này khiến cho mệnh chủ rất an tâm, hạnh phúc. Cổ nhân nói rằng, chi túc thường lạc, biết đủ mới là người hạnh phúc, quý bà Đinh Mùi biết tự hài lòng thì sẽ luôn được sống vui vẻ. Mặt khác, mệnh chủ nên làm việc thiện, nuôi dưỡng truyền thống tốt đẹp cho con cháu để tích lũy phúc đức cho gia đình. Ở độ tuổi này, sức khỏe là điều quan trọng nhất cần ưu tiên, hãy giữ quan hệ tốt với những người đáng tin cậy, quý bà Đinh Mùi sẽ có cảm xúc tích cực hơn. Đồng thời, nhận biết và bỏ qua những năng lượng lo lắng bên trong, hướng đến cuộc sống hạnh phúc, giàu có và khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh hãy áp dụng một chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng, thường xuyên như đi bộ, đạp xe, thiền định, thăm khám sức khỏe định kỳ để giải quyết các vấn đề bệnh tật. Ngoài ra mệnh chủ nên ăn chay để giữ cơ thể khỏe mạnh, cân đối và tỉnh táo. Năm Giáp Thìn 2024, Đinh Mùi có sao Thái âm chiếu mệnh, đây là các tinh trong cửu diệu, chủ về giàu sang tài lộc, gặp sao tốt chiếu mệnh. Cuộc sống của nữ tuổi Mùi 1967 được vui vẻ, tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, mệnh chủ nên làm nhiều việc thiện, giúp người khó khăn, tích lũy phúc đức cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, nữ mạng Đinh Mùi nên dành thời gian yêu bản thân nhiều hơn, quý bà có thể niệm Phật sẽ tìm được sự bình yên nội tâm, đọc sách để tìm kiếm thông tin hữu ích, đi du lịch để cuộc sống luôn mới mẻ, rộng mở và hạnh phúc.
Nam mạng Đinh Mùi trong năm 2024 gặp hạn Huỳnh Tuyền, chủ về sức khỏe, tinh thần, vận hạn này nhắc nhở mệnh chủ nên tu dưỡng lời nói, từ bi hỷ xả, nói những lời tốt đẹp thì gia đạo sẽ giữ được hòa khí và tinh thần đoàn kết, từ đó sẽ tránh được cảm xúc lo âu muộn phiền. Và bây giờ xin mời quý cô bác tuổi Đinh Mùi 1967 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Đinh Mùi tháng 12 âm lịch 2023. Trong tuần có các tinh thiên đức nâng đỡ, người tuổi Đinh Mùi nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch, dự định quan trọng trong công việc. Để tận dụng nguồn cát khí đương vượng, tiến trình suôn sẻ sẽ giúp bản mệnh thực hiện được những điều mình mong muốn, thành quả khá ngọt ngào. Đây cũng sẽ là một tuần bạn chứng tỏ được khả năng làm việc với tốc độ cao của mình, công việc ngày một vào guồng khiến bạn không còn phải lo lắng quá nhiều. Điều bạn cần cố gắng bây giờ là làm quen với nhiều người hơn, mở rộng và phát triển các mối quan hệ cá nhân sẽ rất hữu ích cho tương lai. Xem tử vi cho thấy, vận trình tài lộc trong tuần cực kỳ dồi dào, thực thần xuất hiện ngay từ đầu tuần báo hiệu tiền hết rồi lại có. Con giáp này được quý nhân tạo ra những cơ may tài chính lớn đến bất ngờ, bản mệnh giữ được tâm thế bình tĩnh và tỉnh táo, nên không mắc sai lầm để tiền bạc của mình vào tay đối thủ. Tuần này vận trình tình cảm của Đinh Mùi cũng có phần khởi sắc hơn, đường tình duyên không còn là nỗi lo luôn thường trực trong lòng người độc thân nữa, vì con giáp này đã tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, thậm chí là có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, đời sống vợ chồng hòa thuận, yên bình và hạnh phúc. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 15 đến 17 giờ, màu sắc cát tường, hồng, trắng, quý nhân phù trợ, thìn, thân, con số may mắn, nam 7, 37, 81, 43, nữ 8, 55, 34, 97. Tử vi tuần 2, tuổi Đinh Mùi tháng 12 âm lịch 2023. Tuổi Đinh Mùi may mắn nhận được sự che chở của các tinh tử vi trong tuần mới, bạn thể hiện được sự tự tin, nhất là trong những lĩnh vực là chuyên môn của mình. Khoảng thời gian này, bạn nên tăng cường giao tiếp và học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, điều đó sẽ thúc đẩy suy nghĩ và giúp bạn có được những hướng đi mới mẻ hơn. Ở phương diện tài lộc, nhờ được cả chính tài và thiên tài hỗ trợ, thu nhập của những chú dê tăng tiến khá nhanh. Tài tinh xuất hiện giúp cho con giáp này tìm thấy cơ hội kiếm tiền mới từ lúc mọi người còn chưa nhìn ra. Bạn không chần chừ mà nhanh chóng chủ động nắm bắt thời cơ tốt đẹp ngay trước mắt mình. Nguồn thu chính và phụ đều dồi dào, giúp chất lượng cuộc sống của bạn được đảm bảo. Tuổi Mùi cũng biết được cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn kiếm được nguồn lợi từ nghề tay trái của mình. Vì thế mà chuyện tiền bạc bây giờ không phải nỗi lo của con giáp này nữa. Một cuộc hẹn ngọt ngào và lãng mạn với người khác giới có thể sẽ xuất hiện trong tuần này với người độc thân nếu bạn chủ động và cởi mở hơn. Hãy sẵn sàng cho những trải nghiệm mới mẻ trước mắt, các cặp đôi ngày càng hiểu nhau thêm nhờ những cuộc trò chuyện chất lượng. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường, vàng, đen, quý nhân phù trợ, Mùi, thân, con số may mắn, nam 4, 16, 68, 33, nữ 2, 83, 22, 56. Tử vi tuần 3, tuổi Đinh Mùi tháng 12 âm lịch 2023. Vận khí của Đinh Mùi trong tuần mới khá ảm đạm, đặc biệt phương diện tài chính có dấu hiệu hao hụt do đại hao hung tinh gây cản trở. Người làm ăn kinh doanh thì thu nhập giảm sút, trong khi người làm công ăn lương thì dễ gặp phải sai sót trong việc ký kết giấy tờ, nghiêm trọng có thể phải bỏ tiền túi ra đền bù. Trong tuần này, nếu có dự định thực hiện các kế hoạch công việc quan trọng, nhất là những việc liên quan tới kinh doanh, đầu tư, thì tốt nhất tuổi Đinh Mùi nên thực hiện ngay vào thời điểm đầu tuần, lúc này vận khí vẫn đang có các tinh che chở, nên giảm thiểu được rất nhiều nguy cơ mất tiền. Khoảng thời gian từ giữa tuần trở đi, có nhiều khả năng con giáp này sẽ đưa ra một số quyết định phạm sai lầm. Rất có thể chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công việc hiện tại của bạn, hãy tham khảo ý kiến của những người xung quanh để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra, bạn cũng có thể sẽ phải đối mặt với những nỗi buồn phiền trong chuyện tình cảm. Có lẽ cách cư xử thiếu tinh tế của bạn là nguyên nhân gây nên những rắc rối hiện tại. Bạn có phần áp đặt và không để cho đối phương có tiếng nói trong mối quan hệ giữa hai người, nên tình cảm ngày càng nhiều mâu thuẫn, thiếu đi sự thấu hiểu và cảm thông. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Mùi, con số may mắn, nam
4, 46, 57, 80, nữ, 2, 61, 05, 17. Tử vi tuần 4, tuổi Đinh Mùi tháng 12 âm lịch 2023. Tuần này, tuổi Đinh Mùi có thể sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, có lý tưởng nhưng lại không thể biến thành hành động thực tế, có năng lực nhưng không được trọng dụng. Hơn nữa, ảnh hưởng của sao ngũ quỷ còn khiến bạn gặp khó khăn trong việc kết nối các mối quan hệ với đồng nghiệp để giải quyết công việc nhanh chóng hơn. Tiền bạc không thực sự dư giả, chủ yếu là do con giáp này thiếu kỹ năng kiểm soát tài chính, các khoản tiền được tiêu xài vô tội vạ, việc đầu tư chưa đem lại hiệu quả như mong đợi. Bạn nên phân chia tiền bạc cụ thể, những khoản nào nên đầu tư, những khoản nào nên hạn chế, khoản nào dùng để tích lũy, từ đó sẽ tránh xảy ra tình trạng hao tài. Công việc vốn đã đủ rối ren, chuyện tình cảm của con giáp này cũng không được tươi sáng là mấy, giữa các cặp đôi thường xuyên xảy ra cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống. Hai bên đều đang rất mệt mỏi và muốn chấm dứt chuyện tình cảm này, tiếp tục hay dừng lại đều phụ thuộc vào quyết định của bạn. Bạn cũng nên chú ý đến tình hình sức khỏe trong tuần này, làm việc bất kể ngày đêm, lại không chịu vận động, sẽ khiến cơ thể bạn mệt mỏi và dần trở nên ì ạch. Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng không nên coi nhẹ việc chăm sóc bản thân nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 13 đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, hồng, quý nhân phù trợ, Mùi, Dậu, con số may mắn, nam, 1, 30, 62, 29, nữ, 5, 87, 49, 70. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.